À, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp của Ngọc để làm món nước mắm gừng. Nguyên liệu để làm nước mắm gừng gồm có một củ gừng khoảng 30 g, một trái chanh, nửa củ tỏi và 4 trái ớt tùy theo, và 3 muỗng canh đường và nước mắm. Ở đây là nước mắm, tùy theo nước mắm các bạn là mặn hay lạt thì các bạn sẽ gia giảm cái lượng nước mắm nha. Ở đây Ngọc dùng nước mắm hồng hạnh thì cái độ đạm nó hơi nhiều, nó sẽ hơi mặn nha các bạn. Và các bạn lưu ý đối với nước mắm gừng thì trong gừng nó đã có vị cay rồi, nên các bạn sẽ gia giảm cái lượng ớt này lại để nó bớt cay. Còn nếu gia đình các bạn thích ăn cay nhiều thì mình sẽ tăng cái lượng ớt lên, và cái vị chua của nước mắm cũng vậy. Các bạn ăn chua nhiều chua ít thì tùy theo khẩu vị gia đình của mình mà mình sẽ tăng cái lượng hoặc là giảm cái lượng chanh này xuống ha. Ở đây Ngọc dùng 3 muỗng canh đường. Các bạn lưu ý nước mắm gừng thì nó phải chua chua ngọt ngọt mới ngon, cho nên lượng đường này các bạn có thể tăng lên hoặc là giảm xuống một chút xíu nhưng mà không có ít nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ chế cái lượng nước mắm gừng này nha các bạn. Đối với cái tỏi này thì chúng ta sẽ lọc bỏ vỏ, và sau đó thì chúng ta sẽ đối với nước mắm gừng thì tùy theo các bạn có thể đâm nhuyễn hoặc là các bạn có thể giã nhuyễn hoặc là các bạn bằm nhuyễn tùy theo gia đình của mình ha. Nhưng với nước mắm gừng thì các bạn giã nhuyễn nó sẽ rất là ngon, tại vì tỏi, ớt và gừng nó sẽ hòa quyện vào nhau. Còn nếu các bạn bằm nhuyễn thì nó sẽ không có lẫn vào nhau, nó sẽ không ngon nha các bạn. À, một điểm đặc biệt nữa là đối với nước mắm gừng thì thường á, nếu các bạn thích ăn cái độ loãng nhiều hơn thì các bạn có thể cho đây một ít nước nước dừa tươi nha các bạn, nó sẽ giúp nước mắm gừng sẽ ngon hơn. Còn nếu mà các bạn thích ăn cái độ nó hơi sền sệt đó thì mình không cho nước vào ha, các bạn lưu ý nha. Phần củ gừng này các bạn có thể lấy muỗng cạo vỏ hoặc là gọt. Các bạn lưu ý là khi mình làm nước mắm gừng thì mình nên lựa chọn những củ gừng già, nó sẽ thơm nồng và nó ngon hơn là những củ gừng non. Khi mình ra chợ mình mua thì mình nói họ là lấy cho mình củ gừng già, không nên mua củ gừng non nha các bạn. Củ gừng già có thể các bạn phải gọt, nhưng mà làm nước mắm nó thơm và đậm đà hơn cái lượng mắm gừng nha các bạn. Ở đây Ngọc dùng củ gừng già nên Ngọc chỉ có thể lấy dao gọt thôi, không thể nào mà dùng muỗng cạo được nha các bạn. Cạo thì nó sẽ không có đi hết cái phần vỏ già này. Tất cả các gia vị chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nước mắm gừng nha các bạn. Nước mắm gừng thì các bạn phải sắc nhuyễn cái phần gừng này đi để chúng ta sẽ đâm đâm, đâm gừng cho nó ngon nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, mình sẽ sắc mỏng cái phần gừng này, sau đó mình sẽ giã nhỏ nha các bạn. Cái phần tỏi này các bạn để cho nó dễ đâm thì các bạn phải bằm đập dập nó đi. Còn cái phần chanh này chúng ta sẽ sắc lát để chúng ta nặn nha, để chúng ta dắt nước nha các bạn. Các bạn sắc như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ giã cái phần nhuyễn, cái phần gừng này nha các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ cái phần gừng, tỏi, ớt chúng ta đã giã nhuyễn, bây giờ chúng ta tiến hành để cho nước mắm vào làm thành một chén nước mắm mắm gừng thật là ngon nha các bạn. À, các bạn lưu ý đối với phần nước mắm gừng, tất cả các phần nước mắm thì các bạn, nếu gia đình nào mà các bạn không ăn bột ngọt thì các bạn không cho vào. Nhưng với nước mắm, nếu các bạn không cho bột ngọt nó sẽ không không dậy lên mùi thơm và độ ngon của nước mắm, nên ở đây Ngọc sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Một muỗng cà phê bột ngọt nha.
Và để nước mắm gừng của chúng ta thêm ngon thì chúng ta phải và cho để nước mắm gừng nè, để gừng tỏi ớt sau khi chúng ta làm xong nó sẽ nổi lên mặt, nó rất là ngon. Thì chúng ta phải cho chanh vào trước nha các bạn. Đây là một bí quyết để làm nước mắm, tất cả các loại nước mắm đều ngon nhưng là đều dùng bí quyết này, đó là các bạn sẽ cho chanh vào trước. Và các bạn lưu ý là mình không biết chanh này nó nhiều nước hay ít nước thì mình phải cho cái lượng vừa phải thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho nước mắm vào và chúng ta đánh tan cái lượng lượng đường bột ngọt ở trong nước mắm rồi, thì chúng ta sẽ nêm lại, thì chúng ta sẽ cho thêm chanh vào nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta sẽ cho chanh vào. Bây giờ sau khi cho chanh vào, các bạn nhìn thấy nó có một lượng sệt sệt như thế này nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ hòa tan cái lượng chanh và đường trước. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nước mắm vào. Ở đây Ngọc dùng nước mắm Hồng Thạnh, độ đạm là 40 độ đạm nên sẽ các cơm nó hơi mặn nên Ngọc sẽ cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Còn sau đó thì chúng ta sẽ đánh tan cái phần này nha các bạn. Nước mắm gừng như thế này, Ngọc dùng 3 muỗng canh nước mắm thì khoảng 3 muỗng canh đường hoặc là 4 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt và sau khoảng một trái chanh. Và nếu mà chanh của các bạn nhiều nước thì các bạn có cho khoảng nửa trái thôi nha. Mến. Món mắm nước mắm gừng của chúng ta đã hoàn thành rồi đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? À? Nước mắm gừng của chúng ta rất là sóng sánh và tươi ngon. Các bạn nhìn đây, nó rất là kiệu và rất là ngon. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký, chia sẻ đường link bên dưới để Ngọc làm thêm nhiều món ăn ngon hơn, đậm đà hấp dẫn hơn nha các bạn. Và món mắm gừng này các bạn có thể chấm với một miếng thịt vịt thì còn gì bằng. Và Ngọc hy vọng rằng video các bạn sẽ cuối tuần này các bạn sẽ làm cho gia đình một món bánh canh thịt vịt chấm với mắm gừng thật là ngon nha các bạn. Và Ngọc video của Ngọc đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha.